Trực thăng cá sấu Ka-52 Nga phá hủy hàng loạt thiết bị quân sự Ukraine ở Kursk. Bao vây lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine, Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công ở Kursk. Nga cảnh báo đáp trả vụ tấn công ở Kursk bằng việc tiến quân vào Kiev. Bộ đôi Kamala Harris, Tim Wan vận động tranh cử ở các bang chiến địa. Iran nói Israel phạm sai lầm chiến lược sẽ phải trả giá đắt. Động đất 7,1 độ Richter, Nhật Bản cảnh báo sóng thần. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế trên kênh YouTube Báo Điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là những tin tức cập nhật về tình hình xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, trong diễn biến nóng tại vùng Kursk, Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video cho thấy trực thăng K-52 của không quân nước này đã tấn công và phá hủy hàng loạt thiết bị quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các phi hành đoàn trực thăng Ka-52 đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng Ukraine và các thiết bị quân sự ở vùng Kursk. Cuộc không kích đã được thực hiện bằng tên lửa không điều khiển S-8 và tên lửa dẫn đường Vickers nhằm vào các mục tiêu được chỉ định. Theo bộ này, sau khi phóng tên lửa, trực thăng Nga đã tiến hành giải phóng bẫy nhiệt và quay trở lại căn cứ. Trong một diễn biến khác, lực lượng đặc nhiệm Akamat của Chechnya đã được điều động tới tỉnh biên giới Kursk để tham chiến chống lại quân đội Ukraine tại đây. Viết trên mạng xã hội Telegram, chỉ huy lực lượng Akamat Ati Alaudinov cho biết: "Tôi đã có mặt tại Kursk và đặc nhiệm Akamat cũng ở đây. Chúng tôi đang củng cố vị trí của mình và sẽ thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích của đất nước. Lực lượng đối phương đang cố tiến vào nhiều khu vực biên giới tỉnh Kursk. Tôi tự tin về việc Akamat sẽ hoàn thành nhiệm vụ và phía đối phương sẽ bị loại bỏ." Tuyên bố về tình hình tại Kursk ngày 8 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong vòng 24 giờ qua, nhóm tác chiến phía Bắc và các đơn vị biên phòng Nga đã ngăn chặn các nỗ lực tiến công và đột phá của Ukraine tại các khu vực thuộc vùng biên giới Kursk. Thông báo nêu rõ, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Bắc của Nga phối hợp với lực lượng biên phòng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB tiếp tục tiêu diệt đội hình vũ trang của Ukraine tại các khu vực Sudza và Korenovo thuộc vùng Kursk ở biên giới Nga-Ukraine. Các tay súng cơ giới của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã chặn đường máy bay tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực Kursk. Tại khu vực Korenovo, Zeleny Slyak và Leonidovo, lực lượng Nga đã tiêu diệt lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine xâm nhập vào lãnh thổ Nga. Khi bình minh lên, việc đẩy lùi quân Ukraine ra khỏi Kursk vẫn tiếp tục. Ngoài ra, các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Ukraine tập trung dọc biên giới Nga cũng không dừng lại. Gần khu định cư đô thị Korenovo, một nhóm trinh sát của lực lượng vũ trang Ukraine đã tìm cách đột nhập. Những người theo chủ nghĩa dân tộc dự định tiến về Sinsk đã bị chặn lại. Trận chiến kết thúc vào đêm khuya, buộc quân Ukraine phải rút lui. Khi đêm đến, những tay súng cơ giới của lực lượng hàng không vũ trụ Liên bang Nga được triển khai khẩn cấp đã chặn đường các máy bay tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine cố gắng đột phá tới Korenovo và xa hơn tới Rinsk. Trong trận chiến ác liệt, quân Ukraine bị tổn thất, bị đẩy lùi và rút về vị trí. Lực lượng pháo binh, lực lượng hàng không vũ trụ và máy bay không người lái đã làm giảm hơn 40% sức mạnh của đội quân tiên phong lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Sumy, nhưng họ vẫn tiếp tục đưa quân dự bị bao gồm cả hệ thống phóng loạt Patriot để chống lại hàng không Nga. Trong tuyên bố nóng ngày 8 tháng 8, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Nga nên đáp trả vụ tấn công ở vùng Kursk bằng việc mở rộng quy mô của chiến dịch quân sự đặc biệt ra bên ngoài lãnh thổ, tiến quân tới nhiều khu vực của Ukraine, bao gồm cả Kiev. Ông Medvedev nêu rõ, vụ tấn công của Ukraine tại vùng Kursk là hành động khủng bố. Chúng ta cần rút ra bài học nghiêm túc từ những gì đã xảy ra. Kể từ thời điểm này, hoạt động quân sự đặc biệt phải được tiến hành bên ngoài lãnh thổ Nga. Chúng ta có thể và nên tiến sâu hơn vào Ukraine, hướng tới Odessa, Kharkov, Dnepropetrovsk, Mykolaiv, hướng tới Kiev và xa hơn nữa. Cũng theo ông Medvedev, có thể thiết lập được một vùng đệm an toàn. Quân đội Nga cần trở lại Kiev trong giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột. Ông Ivan Fedorov, quan chức phụ trách các hoạt động quân sự của Ukraine ở Zaporizhia, vừa thông tin cho biết Moscow đang xúc tiến chiến dịch tuyển quân ở vùng Zaporizhia mới sáp nhập vào Nga từ tháng 10 năm 2022. Theo ông Fedorov, Nga đã thiết lập các trung tâm tuyển quân lưu động trong vùng và kêu gọi người dân địa phương ký hợp đồng làm việc cho quân đội Nga
với thù lao lên tới hàng trăm nghìn rúp. Quân đội Nga đặc biệt muốn thu hút các nam nữ thanh niên tham gia vào các đơn vị điều khiển máy bay không người lái UAV. Ngoài ra, Moscow cũng trao thưởng cho cư dân Zaporizhia trợ giúp quân đội Nga bằng cách cung cấp thuốc men, giao nộp súng săn. Tờ Global Times của Trung Quốc dẫn lời các chuyên gia trong một bài đăng mới đây nhận định Ukraine đã không nhận ra rằng các nước phương Tây không muốn chiến thắng của Kiev vì mục tiêu duy nhất của họ là kéo dài cuộc xung đột với Nga. Ấn phẩm lưu ý, chính phủ Ukraine thậm chí không hiểu rằng phương Tây không muốn giành chiến thắng cho Ukraine mà chỉ muốn kéo dài cuộc xung đột với Nga. Một chuyên gia quân sự Trung Quốc giấu tên cảnh báo rằng nếu máy bay chiến đấu F-16 được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Nga, điều này sẽ dẫn đến sự leo thang khủng khiếp. Các quan chức cấp cao của Mỹ một lần nữa đặt lợi ích chính trị của họ lên trên việc giải quyết xung đột một cách hòa bình. Nhà báo Ireland Trey Bowes cũng cho biết trên mạng xã hội X rằng chính phủ Mỹ cần ngừng can thiệp vào cuộc xung đột Ukraine để giải quyết nó. Ông lưu ý, không có sự can thiệp của Mỹ và Ukraine, không có cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Bowes chia sẻ thêm rằng, cuộc xung đột Ukraine là cuộc xung đột lớn nhất trên lục địa châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Ngày 8 tháng 8, Bộ Ngoại giao Ukraine bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao của Niger, vài ngày sau khi quốc gia láng giềng Mali đưa ra quyết định tương tự với cáo buộc Ukraine hỗ trợ các nhóm phiến quân quốc gia châu Phi này. Niger và Mali đều do các chính phủ quân sự nắm quyền sau các cuộc đảo chính gần đây điều hành và đã chuyển sang ủng hộ Nga cùng nhóm lính đánh thuê Wagner để nhận được sự hỗ trợ. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine nêu rõ, thật đáng tiếc khi chính quyền Niger quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ukraine mà không tiến hành bất kỳ cuộc điều tra nào về vụ việc ở Mali, cũng như không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về lý do của động thái này. Mali cho biết Ukraine đã cung cấp thông tin tình báo cho quân nổi dậy. Những thông tin này được cho là đã dẫn tới vụ sát hại hàng chục lính đánh thuê của nhóm bán quân sự Wagner và binh lính Mali trong một trận chiến vào tháng trước. Tiếp tục với những diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Ngày 7 tháng 8 theo giờ Mỹ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Thống đốc bang Minnesota Tim Walz liên danh tranh cử của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới đã tiếp tục chiến dịch vận động tại các bang chiến địa Wisconsin và Michigan. Tại thành phố Eau Claire ở bang Wisconsin, bà Harris và ông Walz đã được hơn 12.000 người ủng hộ chào đón. Tại đây, bà Harris tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy các chính sách an sinh xã hội vì người dân Mỹ. Nữ ứng cử viên của Đảng Dân Chủ nhấn mạnh bà và ông Warren là những chiến binh không biết mệt mỏi, sẽ tiếp tục tranh đấu để giá nhà và chi phí chăm sóc sức khỏe trở nên hợp lý hơn và đảm bảo quyền lợi của người lao động Mỹ khi nghỉ việc. Bà khẳng định, chúng tôi tin tưởng sẽ kéo giảm được chi phí sinh hoạt cho tất cả các hộ gia đình tại Mỹ. Sau Wisconsin, bộ đôi liên danh tranh cử tiếp tục có buổi vận động ở thành phố Detroit, bang Michigan. Trong chiến dịch vận động tranh cử ở các bang trung tâm lần này, bà Harris không chỉ giới thiệu người đồng hành của mình với các cử tri ruột mà còn nâng cao uy tín tại các bang chiến địa vốn có thể quyết định kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Theo số liệu thống kê, chỉ trong vòng một ngày sau khi bà Harris công bố chọn ông Warren làm người đồng hành tranh cử, chiến dịch của bà đã huy động được thêm 36 triệu đô la Mỹ. Các cuộc vận động ngày 7 tháng 8 của bộ đôi này cũng đã thu hút tới 27.000 người tham gia. Wisconsin và Michigan đã trở thành các bang chiến địa đối với Đảng Dân Chủ kể từ khi bà Hillary Clinton bất ngờ thất bại trước ông Donald Trump trong cuộc đua bầu cử năm 2016 tại hai bang này. Ông Joe Biden sau đó đã giành lại lợi thế của Đảng Dân Chủ tại đây trước ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2020. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận công bố trước khi đương kim Tổng thống Mỹ tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua cho thấy ông có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt ở Michigan. Nguyên nhân là do nhiều thành viên của Hội đồng Người Mỹ gốc Ả Rập và Hồi giáo quan trọng của bang này đang bất bình về cuộc khủng hoảng nhân đạo liên quan đến cuộc xung đột Hamas-Israel ở dải Gaza. Trong bối cảnh bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 ngày càng đến gần, Phó Tổng thống Kamala Harris đã tạo ra một cú sốc lớn trong thế giới chính trị Mỹ bằng cách chứng minh rằng bà có khả năng thu hút đám đông đông đảo. Theo hãng tin AFP, sự xuất hiện mạnh mẽ của bà Harris không chỉ thu hút sự chú ý mà còn làm dấy lên câu hỏi liệu lợi thế truyền thống của ông Trump trong việc thu hút đám đông có còn giữ được ưu thế. Ví dụ hôm 6 tháng 8, khoảng 14.000 cử tri phấn khích đã đến chật kín sân vận động Philadelphia để tham dự một sự kiện vận động tranh cử của bà Harris. Ngày hôm sau, tại Eau Claire, bang Wisconsin, hàng nghìn người đã xếp hàng để tham dự một cuộc meeting chính trị của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ. Những con số ấn tượng này
thường thấy trong các sự kiện vận động của ông Trump. Nhưng lần này, đám đông khổng lồ lại không dành cho cựu tổng thống, mà là dành cho phó tổng thống Harris, người đã vươn lên vị thế cầm cờ của Đảng Dân Chủ. Ông Warren, thống đốc Minnesota và là bạn đồng hành tranh cử của bà Harris, cũng sửng sốt trước sự ủng hộ mạnh mẽ tại Michigan, một chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử này. Theo đội ngũ vận động tranh cử của bà Harris, có khoảng 15.000 người tham gia sự kiện ở Michigan. Đây là cuộc meeting lớn nhất từng diễn ra trong chiến dịch. Sự gia tăng số lượng người tham gia trong các sự kiện của bà Harris có thể coi là một cú sốc đối với ông Trump, người đã từng khai thác chênh lệch quy mô cuộc vận động tranh cử như một chỉ số quan trọng của tỷ lệ ủng hộ. Những phản ứng gay gắt gần đây của ông Trump cho thấy sự tức giận rõ ràng khi lợi thế truyền thông của ông về việc thu hút đám đông lớn đang bị thách thức. Ông Trump cáo buộc rằng 1.000 người đã bị ngăn cản dự sự kiện của ông, một dấu hiệu cho thấy ông cảm thấy bị đe dọa trước thành công của bà Harris trong việc thu hút người tham gia. Barry Burden, giáo sư chính trị tại Đại học Wisconsin-Madison, cho rằng sự xuất hiện mạnh mẽ của bà Harris trước đám đông lớn ngang ngửa hoặc thậm chí vượt trội hơn so với ông Trump đã làm giảm lý do để tin rằng cựu tổng thống có lợi trong cuộc bầu cử. Giáo sư Burden nhận định, những người ủng hộ ông Trump rất tự hào khi các cuộc meeting của ông thu hút được đám đông lớn hơn nhiều so với ông Biden năm 2020 hoặc nhà Clinton năm 2016. Bây giờ bà Harris đang phát biểu trước đám đông lớn, lý do để tin rằng ông Trump là ứng cử viên có lợi thế sẽ biến mất. Liên quan đến tình hình xung đột tại Trung Đông, trả lời phỏng vấn AFP vào hôm 8 tháng 8, quyền Ngoại trưởng Iran Ali Bagheri đã thông tin về hướng nước này đáp trả Israel, cũng như khả năng phối hợp với các lực lượng khác như Hezbollah và Houthi. Quyền Ngoại trưởng Iran Ali Bagheri cho rằng Israel đã phạm phải một sai lầm chiến lược đắt giá khi giết chết thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran vào tuần trước. Nhà ngoại giao lên tiếng một ngày sau khi dự phiên họp bất thường của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OIC tại thành phố Jeddah của Ả Rập Xê Út. Hành động mà những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái thực hiện ở Tehran là một sai lầm chiến lược vì nó sẽ khiến họ phải trả giá đắt. Dù Israel chưa bác bỏ hay nhận trách nhiệm về cái chết của ông Haniyeh, Iran tuyên bố sẽ trả đũa, khiến khu vực trực chờ thêm căng thẳng. Ông Bagheri cáo buộc Israel muốn mở rộng căng thẳng, chiến tranh và xung đột sang các quốc gia khác, đồng thời khẳng định Israel không có khả năng chiến đấu với Iran. Trong cuộc họp Ngoại trưởng 57 thành viên OIC hôm 7 tháng 8, đưa ra tuyên bố cáo buộc Israel hoàn toàn chịu trách nhiệm về cái chết của ông Haniyeh, bất chấp nỗi lo ngại ngày càng tăng về sự leo thang trong khu vực và lời kêu gọi kiềm chế từ Washington, ông Bagheri thông tin rằng các thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OIC đã lên tiếng ủng hộ hành động trả đũa của Iran. Quyền Ngoại trưởng Iran Bagheri cho hay, những người chúng tôi đã nói chuyện ngày hôm qua, dù là qua điện thoại hay trong các cuộc họp trực tiếp, tất cả họ đều nhấn mạnh đến quyền của Cộng hòa Hồi giáo Iran trong việc phản ứng với các tội ác khủng bố này. Theo ông Bagheri, các nước phương Tây, những người tuyên bố đã yêu cầu Iran hạn chế phản ứng của mình, cần phải trả lời các câu hỏi và không có tư cách để tư vấn cho Cộng hòa Hồi giáo Iran. Đồng minh của Hamas tại Liban là Hezbollah cũng đã cam kết trả đũa vụ giết hại ông Haniyeh và chỉ huy quân sự Fuad Shuk của họ trong một cuộc không kích của Israel tại Beirut. Ông Bagheri cho biết Hezbollah và các nhóm khác được Iran hậu thuẫn trong khu vực, bao gồm cả lực lượng Houthi ở Yemen, có mục tiêu tương tự, nhưng sẽ tự đưa ra quyết định về cách theo đuổi dựa trên cách nhận định tình hình và lợi ích riêng. Một chiến dịch của Iran nhằm vào Israel sẽ hoàn toàn phù hợp với việc bảo vệ an ninh và ổn định khu vực. Nhà ngoại giao kêu gọi Washington và các nước khác ngừng gửi vũ khí cho Israel có thể được sử dụng ở Gaza và cho biết viện trợ kinh tế và quan hệ ngoại giao với Israel cũng nên chấm dứt. Ông nhấn mạnh họ cần phải đến trả lời tại sao tình trạng này vẫn tiếp diễn và cáo buộc Israel gây nhiều tội ác. Israel chưa lập tức bình luận về những phát biểu của ông Bagheri. Trong một diễn biến khác, theo nguồn tin từ các quan chức Mỹ cho biết, Iran có thể đang cân nhắc lại cho việc phát động một cuộc tấn công vào Israel. Theo hai quan chức cấp cao Mỹ, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden trong những ngày gần đây, thông qua kênh ngoại giao, đã nhờ các đồng minh Trung Đông vận động để Iran xem xét lại ý định tấn công Israel. Trước đó, trả lời báo giới ngày 7 tháng 8 theo giờ Mỹ, khi được hỏi liệu Mỹ có đang tin vào khả năng Iran đã thay đổi quyết định hay không, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết ông sẽ không tiết lộ về các báo cáo tình hình cụ thể, nhưng khẳng định chính quyền Mỹ không muốn chứng kiến sự leo thang. Nếu có, Mỹ sẽ sẵn sàng bảo vệ Israel và tự vệ một cách thích hợp. Đài phát thanh Sputnik dẫn phát biểu đáng chú ý của Phó Đô đốc George Wyckoff của Hạm đội 5 Mỹ, người đứng đầu lực lượng hải quân và lực lượng hàng hải kết hợp
của Bộ Chỉ huy Trung tâm trong khu vực đã thừa nhận việc lực lượng đặc nhiệm tàu sân bay hạt nhân khổng lồ của Hải quân nước này đang hoạt động ở Biển Đỏ và các khu vực lân cận không có khả năng ngăn chặn toàn bộ mối đe dọa vận tải quốc tế mà lực lượng Houthi ở Yemen gây ra. Tuyên bố tại cuộc họp tổ chức ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, Phó Đô đốc Wyckoff nhấn mạnh hoạt động mà chúng tôi đang thực hiện tại Biển Đỏ đóng vai trò là một công cụ giảm sốc. Chúng tôi đang cố gắng duy trì vị thế hiện tại. Theo ông Wyckoff, Mỹ cần các thành viên khác trong cộng đồng quốc tế gây áp lực lên lực lượng Houthi nhằm ngăn chặn mối đe dọa từ Biển Đỏ. Ông Wyckoff khẳng định chỉ có giải pháp ngoại giao, có sự tham gia của cộng đồng quốc tế mới có thể giải quyết được vấn đề. Cố gắng áp dụng chính sách răn đe cổ điển trong tình huống cụ thể này sẽ mang một chút thách thức. Chúng ta phải cẩn thận khi dẫn đầu, chúng ta phải cẩn thận khi triển khai một chính sách cụ thể để cho phép chúng ta đạt được những hiệu quả vượt ra ngoài phạm vi quân sự. Giải pháp cuối cùng không nằm ở hệ thống vũ khí. Tiếp tục với các tin tức quốc tế đáng chú ý. Vào chiều ngày 8 tháng 8, cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã xảy ra ở phía nam đảo Kyushu. Theo tờ Japan Times, trận động đất đã gây ra cảnh báo sóng thần cho khu vực bờ biển phía đông và phía nam của đảo Kyushu, cũng như bờ biển phía nam của đảo Shikoku. Trong khi đó, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho hay một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter, sau đó là trận động đất 7,1 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi đảo Kyushu, phía nam Nhật Bản vào hôm 8 tháng 8. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết, theo đánh giá ban đầu, không có mối đe dọa xảy ra sóng thần sau hai trận động đất ở Nhật Bản. Còn theo đài NHK, các nhà chức trách Nhật Bản đã đưa ra khuyến cáo về một cơn sóng thần cao 1 mét đối với bờ biển Thái Bình Dương của các đảo phía tây Kyushu và đảo Shikoku. Đài NHK cho biết, tại quận Miyazaki trên đảo Kyushu, các đợt sóng cao 20cm đã xuất hiện. Thưa quý vị, các lực lượng của Nga đã giành được những thành quả đáng kể về lãnh thổ ở Ukraine. Lợi dụng những sai lầm và hạn chế quân sự của đối phương giữa bối cảnh dư luận Kyiv gia tăng sự ủng hộ với việc chấm dứt xung đột thông qua đàm phán. Khu vực Donetsk là trọng tâm trong cuộc tấn công mới của Nga, bắt đầu vào cuối năm ngoái nhưng đã tăng cường mạnh mẽ trong những tuần gần đây. Theo các quan chức Ukraine nhận định với Financial Times, mục tiêu chính trên chiến trường của Tổng thống Nga Putin năm nay là chiếm được nhiều lãnh thổ nhất có thể. Các phòng tuyến của chúng tôi đang cho thấy những rạn nứt, một quan chức cấp cao Ukraine cho hay. Ông cảnh báo, các lực lượng của Nga đã đạt được thành công về mặt chiến thuật ở Donetsk và sẽ có thêm nhiều bước tiến mới nếu tình hình không thay đổi. Bên cạnh đó, những bước tiến của Nga cũng đảo ngược các thành quả Ukraine từng vất vả giành được vào năm ngoái. Theo một nghiên cứu thuộc nhóm Blackbird Group, một nhóm nghiên cứu quân sự nguồn mở tại Phần Lan, quy mô lãnh thổ quân đội Nga chiếm được từ đầu tháng 5 năm 2024 gần gấp đôi lãnh thổ quân đội Ukraine từng giành lại với cái giá đắt về lực lượng và trang thiết bị trong cuộc tấn công mùa hè cách đây một năm. Tuy nhiên, một số quan chức lạc quan cho rằng cuộc tấn công của Nga sẽ chậm lại khi tiến gần các thành phố lớn bởi phòng tuyến của Ukraine đã vững chắc hơn. Một cuộc tấn công bất ngờ vào ngày 6 tháng 8 của lực lượng vũ trang Ukraine vào trong khu vực Kursk ở biên giới của Nga dường như cho thấy Kiev đang nỗ lực lật ngược tình thế với Moscow. Động thái này, dù không được giới lãnh đạo Ukraine chính thức thừa nhận, nhưng đã khiến các nhà phân tích đặt câu hỏi về việc triển khai lực lượng vốn đã bị kéo căng trên lãnh thổ Nga. Trong tuần qua, quân đội Nga đã tiến 15 km vào trong thành phố Perovsk và các khu vực ngoại ô của Toretsk gần đó. Lực lượng Moscow cũng chiếm được một phần thị trấn New York và đang tiếp tục tiến công. Perovsk là một trung tâm hậu cần lớn của quân đội Ukraine và trở thành trụ cột trong việc bảo vệ phần còn lại của khu vực Donetsk, trong khi Toretsk và New York được ví như những bức tường thành chống lại lực lượng của Nga từ năm 2014. Quân đội Nga hiện đang ở cách tuyến cao tốc T-0504 chỉ 5 km, tấn công dữ dội vào đây bằng pháo và UAV, đồng thời đe dọa cắt đứt tuyến đường quan trọng này. Các lực lượng của Moscow cuối tuần qua đã chiếm được một số khu vực của một quận ở phía đông Chazovja. Thành phố này đóng vai trò chiến lược nhờ vị trí địa lý ở một khu đất cao, đồng thời cũng là cửa ngõ để vào các thành phố quan trọng khác của Ukraine. Việc chiếm được bất kỳ thành phố nào trong những thành phố trên đều đe dọa cắt đứt tuyến tiếp tế quân sự và quyền kiểm soát của Ukraine với phần còn lại của khu vực, đặt các thành trì còn lại vào tầm ngắm của Nga. Nga đã xoay sở để giành được một vị trí quan trọng trong những tháng qua, trong khi tình hình của Ukraine tại những hướng này đang ngày càng xấu đi.
các lực lượng của Ukraine đã giành lại khoảng 321 km2 từ ngày 1 tháng 6 đến 1 tháng 9 năm 2023, tức là trung bình khoảng 24 km2 một tuần. Tuy nhiên, cuộc tấn công năm nay của Nga đã xóa sổ những thành quả này. Từ ngày 3 tháng 5 đến 2 tháng 8 năm nay, Nga đã chiếm được 592 km2, tức là hơn 45 km2 một tuần. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuần trước cho biết, trục phía đông của cuộc giao tranh là nơi khó khăn nhất cho các lực lượng vốn bị áp đảo của nước này, hiện đang bị dàn mỏng dọc tiền tuyến kéo dài 1.000 km. Các nhà phân tích và binh lính cho biết, Nga cũng đã lợi dụng việc thiếu liên lạc và xoay vòng lực lượng của Ukraine để có thể tiến công nhanh chóng ở một số khu vực, đặc biệt là vòng quanh Polotsk và Toretsk. Các cuộc tiến công gần đây của Nga đã khiến Ukraine mất cảnh giác sau những bước tiến chậm mà chắc của Moscow trong suốt mùa xuân. Nga tuyên bố sáp nhập khu vực Donbass vào tháng 9 năm 2022. Tổng thống Putin đã nêu rõ một trong những điều kiện tiên quyết để chấm dứt xung đột ở Ukraine là Kiev phải công nhận các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia thuộc Nga. Trong cuộc khảo sát của Viện Dân chủ Quốc gia và Viện Xã hội học Quốc tế Kiev, 57% người Ukraine muốn đàm phán với Nga để chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, hơn 60% người dân Ukraine không sẵn sàng nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Tổng thống Zelensky đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mở các cuộc đàm phán với Moscow dựa trên kế hoạch hòa bình của ông và các hội nghị thượng đỉnh. Điện Kremlin không được mời tới hội nghị thượng đỉnh đầu tiên ở Thụy Sĩ vào tháng 6 năm 2024, cho biết nước này có thể sẽ cử một quan chức tới hội nghị thượng đỉnh thứ hai do Kiev tổ chức vào cuối năm nay. Những tiến triển gần đây về hỏa lực của Ukraine vẫn chưa tạo nên sự khác biệt trên chiến trường. Vào tháng 4 năm 2024, Quốc hội Mỹ cuối cùng đã thông qua gói hỗ trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ bị trì hoãn từ lâu. Ngày 4 tháng 8, Tổng thống Zelensky thông báo các tiêm kích F-16 đầu tiên đã đến Ukraine và nhiều phương tiện này có thể được chuyển giao thêm vào cuối năm nay. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết nhân lực vẫn là vấn đề cấp bách nhất của Ukraine. Và Stephen Gady, học giả cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại London cho biết, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những tiến triển của Nga là việc Ukraine thiếu nhân lực, chủ yếu là bộ binh. Điều chúng ta thấy hiện nay là Nga đang cố gắng khai thác điểm yếu này, vị chuyên gia nói, cho rằng Kiev quá chậm chạp trong việc huy động thêm binh lính. Dù vậy, hàng chục nghìn tân binh Ukraine dự kiến sẽ hoàn thành khóa huấn luyện và được triển khai đến tiền tuyến trong những tuần tới. Gần đây hơn, một thách thức lớn cho Ukraine là phản ứng trước chiến lược mở rộng tiền tuyến của Nga với các cuộc giao tranh quanh Kharkov. Cuộc tấn công này đã kéo căng các lực lượng của Ukraine và khiến họ có ít quân dự bị hơn để đáp trả những bước tiến của Nga về phía Polotsk, Chazovka và Toretsk. Rob Lee, học giả cấp cao tại chương trình Á-Âu thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại cho hay. Chuyên gia Gady cũng cho rằng những nỗ lực của Nga ở Donetsk sẽ tăng cường trong tháng này. Rõ ràng, Nga đang cố gắng tiến công vào Korostynikivka, ông Gady nói, đồng thời gọi thành phố này là một mục tiêu chính sau khi Chazovka thất thủ. Ông cho rằng các chỉ huy của Ukraine cần xem xét lại khái niệm phòng thủ chủ động được triển khai vào đầu năm nay, sau đó đã sụp đổ. Việc bảo vệ từng tấc lãnh thổ Ukraine có thực sự tốt hơn không? Hay sẽ tốt hơn nếu rút lui khỏi một số vị trí dễ bị lộ, chuyên gia Gady nhận định. Theo ông, thậm chí cả khi điều đó có nghĩa là phải từ bỏ lãnh thổ, thì nó vẫn có thể giúp duy trì nguồn nhân lực hạn chế và cuối cùng có thể tăng cường khả năng phòng thủ. Câu hỏi chính là khi nào thì chiến tuyến này sẽ thực sự ổn định và đó là ở đâu? Nhà phân tích Gady đặt câu hỏi. Quý vị vừa xem chương trình Toàn cảnh quốc tế, hãy like và subscribe kênh YouTube của Báo Điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.